từ đơn vị tài trợ mạnh, từ đơn vị tài trợ Bắc Dương Nhìn Cuộc Đời Canada. Hiện tại bây giờ là 16:30 ngày 28/7/2021. Thì con có đến đây để giao cho khu địa chỉ là 207 xẹt 4 tập đoàn Thái Bê Tân Tạo cho dễ sống trọn này, là gồm có 12 phần quà gồm gạo, 5 cái gạo và mì gói và rau củ. Thì con cũng xin cảm ơn các cô chú từ đơn vị Bắc Dương Nhìn Cuộc Đời Canada đã yêu thương và chia sẻ giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn trong thời gian này. Em thay mặt của nhà trọ xin chân thành cảm ơn anh chị và quý mạnh thường quân đã cho được miếng ăn ấm no cho mọi người và để cho mọi người vượt qua giai đoạn khó khăn này ạ. Dạ. Chị em đi nhà chị bác quà dùng chị bác quà cho một bà con á. Chị nhớ chụp lời dành cho em 12 tấm hình nha. Để em chị gửi lại cho người liên lạc với chị á. Dạ. Để em gửi lại cho.